Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, gia đình là mái ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thành người có ích cho xã hội. Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm đầu tư việc học tập cho con em để con đường tương lai của các em luôn rộng mở tuy nhiên hiện nay vẫn có không ít trẻ em bị ép nghỉ học sớm để lao động kiếm sống nhằm tăng thu nhập cho gia đình tình trạng trẻ em lao động sớm để lại nhiều hệ lụy các em sớm mất đi tuổi thơ tươi đẹp của mình tiếp tục rơi vào dòng lẩn quẩn đói nghèo đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của đất nước phản ánh vấn đề này Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh cắp tuổi thơ của tác giả Kim Mỹ qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên: Hữu Phúc giai anh Tùng, Duy Hằng vai chị Thơ, Tường Duy vai Giỏi, Thu Quế vai chị Hoa, Quan Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại nhà chị Thơ vừa đi bán về, thấy bé Giỏi đang ngồi học bài, chị bực bội là lớn ủa sao bữa nay không đi làm vậy thằng quỷ trốn về phải không trời ơi ai cũng nói có con trai là nhà có phước mà phước đâu tôi không thấy chỉ thấy quà không à tiền bạc thì không có nợ đầu trên xóm dưới rần rần vậy mà nó không phụ má nó nè trời ơi trời! bữa nay á chỗ thím ba cúp điện nên cho tụi con về sớm con tranh thủ về học bài mà má mày học bài mà cầm cái điện thoại hả thằng quỷ Mày tính qua mắt má mày hả? Con học online mà, chú Tùng mới cho con cái điện thoại cũ. Chú chỉ cho con mấy bài tập trên mạng, kêu con làm, nên bây giờ rảnh con làm bài đó. Thôi dẹp đi, ngày mai má cấm con đi học nghe chưa? Học được cái gì? Trong trường dạy chưa chắc đậu, huống gì học lớp học tình thương của thằng Tùng. Thôi nghỉ đi. Má kỳ ghê hà, con học trong trường, má bắt con nghỉ. Bây giờ con học lớp học tình thương, có tốn tiền đâu, mà má cũng bắt con nghỉ nữa. Lo đi kiếm tiền, học có ra tiền không mày? Con thấy thằng Quang con bác hai không? Nó học đại học, ra trường mấy năm nay mà có làm ra đồng bạc nào đâu. Còn con á, mới học tới lớp 8 là kiếm tiền được rồi. Giỏi hơn thằng Quang rồi đó, không thấy hả? À? Tính như má thì trên đời này á, không có bác sĩ, không có kỹ sư, không có thầy giáo đâu. Má mệt quá, đi ra làm sao giặt thao đồ cho má. Má mệt quá trời hả? À. Ngồi phơi nắng cả buổi sáng tới giờ này á, mà không có một hộp cơm bụng nữa. Đã vậy bán được có mấy chục ngàn à. Ờ, mà con có lương chưa vậy? Tuần này á, bà chủ trả chưa? Tuần này á, cúp điện hoài hả? Làm có mấy bữa mà lương hưởng gì má? Kiếm chỗ khác làm cho rồi. Chỗ này cứ nghỉ hoài, không có tiền. Ủa, bà qua đi đâu vô nhà mình đi cả? Vô chơi chị qua ơi. Chị kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi tính nhờ bà coi xóm này có đứa nhỏ nào rảnh không? Vô làm chỗ ông xã tôi. Con trai con gái đều được Tôi đi kiếm ở xóm trên á, mấy bữa nay mà không có có Tụi nó đi học hết trơn Hè mới nghỉ Mà tôi cần làm lâu dài Chứ là có một tháng hè làm sao chạy hàng Vậy là bà vô sớm này là đúng chỗ rồi đó Ở đây dân nghèo Con nít học tới lớp 5 á, là nghỉ đi bán vé số Phụ tía má nó Nhà tôi cũng vậy Thằng giỏi cũng nghỉ học đi làm mấy tháng nay Từ hồi bị Covid Nó nghỉ học luôn rồi Bây giờ còn mấy đứa con gái ráng cho nó học tới lớp 5 rồi cho nó nghỉ phụ kiếm tiền với tôi. Vậy hả? Mà con gái tôi học mới lớp 5 hả? À? Đi làm chỗ cô được không? Được chứ. Chỗ tôi á nhiều đứa mới học lớp 4 cũng đi làm được rồi. Thôi má ơi, bé Út nó khờ dữ lắm, không làm được gì đâu, mới có 11 tuổi hả? Hè, nó đi bán vé số, á, giỏi hơn con luôn á. Ở đó mà con nói nó khờ. Ủa, còn thằng bé này nghỉ học ở nhà rồi không đi làm gì sao? Con đi làm cả mấy tháng nay rồi, bữa nay cúp điện nên con nghỉ. Trời, vậy là xưởng của con yếu rồi. Phải có máy phát điện chứ cúp điện rồi nghỉ thì công nhân lấy gì mà sống. Bên cô hệ cúp điện là chạy máy phát điện, bởi vậy công nhân khoái lắm, không có bị trừ lương. Chỗ này làm một tháng thì nghỉ hết 10 ngày rồi, không khi nào mà lãnh lương đủ 30 ngày hết á. Vậy đổi qua chỗ em làm đi, một tháng 30 ngày, không nghỉ ngày nào hết. Ờ, à, vậy được rồi. Mai tôi cho thằng giỏi nó qua làm chỗ bà nghe. Thôi, con không có làm đâu. Làm ở đó, con không có đi học được với chú Tùng. Thôi dẹp đi. Học lớp tình thương mà nó làm như học đại học vậy á. Mà nói nhỏ lại, chú Tùng vô kìa. Dạ, em chào cả nhà. Chị qua đi chơi hả? Đâu có. Chị đi kiếm người làm. Lúc nãy công nhân hút quá trời luôn. Má con biểu con á, nghỉ học lớp học tình thương của chú Đi làm bên cô qua đó chú Bữa nay á, em gặp chị Để nói về trường hợp chị cho cháu giỏi đi làm sớm quá Tuổi cháu là tuổi đi học Mà chị bắt nó nghỉ học để đi làm Như vậy không có được đâu chị Sao không được Hôm rài á, tôi cũng tính gặp cậu Để nói vụ này Cậu đừng dạy nó học nữa nghe Nó đi làm cả ngày mệt gần chết Mà tối nào cũng bắt nó ngồi học Sáng nó đi làm trễ Vô tới chỗ thì nó vừa làm vừa ngủ. Chủ nó mắng vốn tôi nè. Kiểu này hả? Chắc có ngày tôi phải đền tiền cho người ta vì làm hư đồ của chủ đó. Anh hai tôi có xưởng làm lớn lắm. Mà con ổng mới 15 tuổi là ổng bắt phải tự kiếm tiền. Tự nó vô làm công nhân một buổi, còn một buổi đi học. Ta nói bên Tây, bên Mỹ cũng tập con tự làm kiếm tiền. Chứ không phải như bên mình. Nghèo mà cưng con, sợ con cực. Cứ ôm con trụm lũm mà hỏng cho làm gì hết, bởi vậy ra đời là thua thiên hạ. Cho con tự lập cũng tốt, nhưng mà tự lập khi các em đủ 18 tuổi, đã trưởng thành rồi thì được. Chứ còn con nít mà bắt kiếm tiền sớm, hỏng học hành thì tương lai sau này sẽ bấp bên. Nhất là con nhà nghèo, bỏ học đi làm sớm, các em bị hao mòn sức khỏe, rồi bệnh tật tốn tiền này nọ thì càng nghèo thêm. Ôi, biết bao đứa con nít sớm này đi làm mà có thấy bệnh gì đâu. Có đó má, thằng Út mà, nó nhỏ hơn con một tuổi mà bị ho lao rồi Xạo mày, người lớn rồi mới bị ho lao Con nít mà ho lao cái gì Có đó chị Trẻ em mà lao động sớm, lao động quá mức Lại ăn uống không có đầy đủ á Thì dễ bị lao phổi lắm Em mới đi thăm thằng Út Mạ về đây nè Trời, có thiệt hả Dạ đúng rồi chị Với lại nhiều em á, còn bị lừa nữa đó chị Cái vụ lừa là không có à nghe Nhà chị á, có vân xưởng đăng ký nhà nước đàng hoàng đó em nói đó là những trường hợp các em bị lừa bán đi lao động ở nước ngoài như là bên trung quốc nhiều bé gái bị lạm dụng tình dục cũng vì ham đi làm kiếm tiền sớm có em thì được cha mẹ đồng ý có em thì trốn gia đình lên thành phố kiếm tiền rồi bị lừa làm gái mại dâm đó báo đại đang thiếu gì chị bởi vậy ai khôn thì đừng cho con mình đi làm xa nhà xa quê cứ vô chỗ chỉ làm là an tâm à công việc nhẹ nhàng cuối tháng lãnh lương đem về còn y nguyên cho cha mẹ. Ủa, mà sao cô quá không tuyển công nhân là người lớn mà tuyển con nít chi vậy? Thì cũng có, con nít làm chuyện nhẹ, người lớn thì làm chuyện nặng. Em biết tại sao chị qua tuyển lao động trẻ em làm cho cơ sở của mình rồi. Thì tại chị thương con nít, chị thấy con nít nhà nghèo nên thương, muốn giúp đỡ mà thôi. Hồi nhỏ, chị cũng là con nhà nghèo mà. <laughs> Phải vậy không đó, hay là tuyển con nít đó, thì chị trả lương thấp, lại không có đóng bảo hiểm xã hội cho tụi nó. Nhất là con nít, không có chống đối, không có đòi hỏi tăng lương, tăng chế độ như là công nhân. Tụi nhỏ lại dễ sai nên dễ bốc lột, bắt làm thêm giờ cũng không dám hó hé. Em nói vậy có đúng không chị Hoa? Thằng quỷ này, nó làm như tôi hút máu con nít vậy đó. Tôi coi tụi nó như con của mình vậy. Em có mấy đứa học trò làm cho chị Hoa. Tụi nó rên quá trời, Tụi nó nói chị bắt tụi nó làm tới 8 giờ tối và còn bắt tụi nó khiêng giác nặng nề mà không có cho ăn thứ gì hết á. Đứa nào? Đứa nào dám nói xấu chỗ tôi làm ăn như vậy? Em chỉ đi. Nó chịu không nổi nên nó nghĩ rồi. Tưởng nó còn làm hả? Tôi cũng đuổi nữa. Chị qua mà còn làm như vậy á là có ngày sẽ bị thanh tra rồi bị xử phạt nặng về tội sử dụng người lao động là người chưa đủ 15 tuổi. Mà theo điều 29 Nghị định 12 năm 2022 á, thì mức phạt thấp nhất là 1 triệu đồng đó nghe chị. Ủa, tuyển con nít đi làm mà cũng bị phạt nữa hả? Dạ, phạt nặng đó chị. Nếu mà sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá giờ làm việc quy định, hoặc sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép, thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đó chị. Vậy là cái vụ hồi nãy cô qua bắt con nít làm việc quá giờ là bị phạt tới 25 triệu hả chú Tùng? Chú Tùng hay thiệt, sao chú biết? Thì chú làm bên ngành chăm sóc bảo vệ trẻ em mà. Sao chuyện này tôi không biết gì cả? Với lại, nếu mà sử dụng lao động là người chưa đủ 15 tuổi làm công việc, tại nơi làm việc bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên như là mang vác sản xuất hoặc là vận chuyển quá chất khí ga chất nổ, nấu, thổi, đúc hàng kim loại, lặn biển đánh bắt cá xa bờ thì sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng tới 75 triệu đồng đó nghe. Trời đất, tới 75 triệu hả? Bà con ở đây nhiều người chưa nắm thông tin về lao động trẻ em, nên thường vi phạm, nhất là những gia đình nghèo, thường bắt con nghỉ học để đi làm. Điều này rất nguy hiểm, vì có khi mình vô tình biến con em mình thành miếng mồi béo bở cho kẻ khác. Các cháu lại dễ rơi vào tệ nạn khi ra đời kiếm tiền quá sớm đó. Má có muốn con thành miếng mồi béo bở cho người khác đốt không má? Mệt quá, nó xàm không à? Chị cho em giỏi nghỉ học thì uổng lắm. Em nó thông minh học giỏi mà. Bây giờ nó đi làm kiếm được tiền thì chị mừng. Nhưng mà nếu nó không học hành á thì sau này làm gì sống? Cứ nghèo hoài, nghèo cả đời hay sao? Chị thấy lợi trước mắt mà quên mất tương lai của con cái. Học vấn mới là chìa khóa mở ra các cánh cửa tương lai mà chị. Má cho con đi học, sau này con làm kỹ sư cơ khí, còn mua xe hơi chở má đi chơi Nói nghe thấy ham ha Chị Thơ nè Học tập là quyền của trẻ em Được quy định tại điều 16 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Ai mà cản trở việc học của con á, Thì sẽ bị xử phạt cao nhất á, Là 10 triệu đồng Theo điều 30 Nghị định 144 năm 2013 Trong đó có phạt 3 triệu đồng Đối với hành vi dụ dỗ lôi kéo Ép buộc trẻ em bỏ học Nghỉ học đó chị Ủa ngộ vậy con mình mà mình bắt nó nghỉ học cũng bị phạt sao ta? Vậy là cô qua dụ con nghỉ học để đi làm cho bà, thì bà cũng bị phạt hết chú Tụng. Bà chửi nát đó thằng quỷ. Ủa, cô qua đâu rồi kìa? Cô ra ngoài sân điện thoại cho ai nãy giờ mà lâu quá chừng đó má. Với lại em nói chị nghe nè, hành vi bắt trẻ em làm công việc quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến học tập vui chơi giải trí của trẻ em á, thì sẽ bị phạt tiền từ 3 tới 5 triệu đồng theo Nghị định 130 năm 2021, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đó nghe chị. Vậy là má không được bắt con làm chuyện nặng nhọc nha. Hứ, con trai á thì phải gánh chuyện nặng nhọc chứ. Vô chơi cô qua ơi. Thôi, tôi về chị thôi. Khổ tới nơi rồi. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Thằng nhóc làm cho tôi á nó tái máy tay chân làm sao mà bị máy chém cục hết bàn tay rồi trời ơi chắc tôi ở tù quá thôi 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 tôi về khoan 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 còn chuyện thằng 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 giỏi thì sao thôi 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 tôi không có mướn con nít làm đâu tụi nó mê chơi làm không có ý tứ gì hết á à, thì gây họa cho tôi nữa ạ à. má đừng có bắt con nghỉ học đi làm nữa nghe má con phải đi học tới lớp 12 rồi con thi vô trường nghề con muốn có nghề đàng hoàng con không có muốn nghỉ học đâu thì má cũng đâu có muốn cho con nghỉ học đâu Thấy nó ham học quá à, mà bắt nó nghỉ học đi làm, tôi cũng khổ tâm lắm cậu Tùng à. Tại lúc này á tôi bí quá à, nên làm đại. Chị cứ cho em Tùng đi học đi, em sẽ giúp em Tùng học đến lớp 12, như vậy để em có điều kiện học trường nghề như em thích. Chứ mà bỏ học giữa chừng như vậy á cái dòng lẫn quẩn nghèo khổ cứ bủa dây hết đời em giỏi á thì tội lắm chị à. Mơ ơi, cho con đi học nghe, có chú Tùng lo cho con mà. Nói thiệt Người dân mà sao cậu tốt với con tôi dữ vậy? <laughs> Vì em nó hiếu học, ham học, học giỏi Mà bắt nó nghỉ học á, em không có đành lòng Chị cho cháu đến trường trở lại nghe chị Thì phải vậy cho biết làm sao giờ Người dân á, mà còn mong con tôi được đi học Thì không lẽ tôi là mẹ mà bắt con nghỉ học cho đành hay làm sao? Giỏi à, con ráng học để sau này á, có tương lai Không phải chịu cảnh nghèo khổ như má nghe con Dạ, con xin nghe lời má, con cảm ơn chú Tùng nhiều lắm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh cắp tuổi thơ của tác giả Kim Mỹ. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.